Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp theo là bài số 4, đó là bài về bàn phím của máy tính. Thì trong bài 4 này mình sẽ giúp cho các bạn, thứ nhất là nhận biết được khu vực chính của bàn phím máy tính. Thứ hai là chỉ ra được vị trí của các hàng phím trên khu vực chính của bàn phím máy tính. Và thứ ba là biết cách đặt tay đúng cách trên bàn phím máy tính. Thì đầu tiên mình sẽ vào cái phần hoạt động cơ bản trước, đó là tìm hiểu về bàn phím máy tính. Thì như các bạn thấy trên cái hình mà các bạn nhìn trong video, đó là bàn phím trước đây người ta hay sử dụng. Và bây giờ người ta cũng hay sử dụng cái bàn phím như thế này, nhưng mà nó có một cái điểm khác biệt cơ bản. Đó là các bạn thấy những bàn phím hiện tại bây giờ sử dụng ít sẽ có một cái đầu cắm như thế này. Đây là cái bàn phím cổng PS2 mà người ta hay sử dụng cho những cái máy vi tính cách đây 5-10 năm về trước, là người ta sử dụng cái đầu cắm này nó nhiều. Còn bây giờ thì các bạn sẽ đi đâu và hầu như mình sẽ không thấy cái cổng này nữa, hoặc là nếu còn thì rất ít. Và bây giờ người ta chỉ sử dụng cái bàn phím có cái đầu cắm là USB. Như các bạn thấy hai cái đầu cắm này nó khác nhau. Cái đây là đầu tròn, còn cái đây là đầu dẹp cổng USB mà các bạn thường hay sử dụng rất nhiều thiết bị ở bây giờ. Thì trên hình của các bạn đó là bàn phím của máy vi tính. Thì đây là cái, để mình qua cái hình này cho các bạn nhìn hay cho nó dễ hơn. Thì trên màn hình của các bạn nhìn thấy khu vực chính của cái bàn phím là cái khu vực này đây. Đây các bạn sẽ thấy tính từ cái dấu ngã này xuống cái phím control này, dài qua tới phím control bên đây và lên là cái phím backspace ở đây. Nguyên cái cụm này là cái khu vực chính của bàn phím. Và nguyên cái này là gọi là bàn phím máy tính. Các bạn nhớ nguyên cái hình mà các bạn nhìn thấy là cái bàn phím máy tính, còn cái khu vực này là cái khu vực chính của bàn phím máy tính. Và để gọi tên các hàng phím ở trong cái bàn phím máy tính của mình chính xác thì theo như sách giáo khoa thường thì mình sẽ ít khi nào mình cũng để ý tới cái lý thuyết lắm, nhưng mà để hiểu rõ hơn thì các bạn coi sách giáo khoa thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn, khi nói thì các bạn cũng dễ hiểu hơn. Ví dụ như ở cái hàng phím số thì các bạn sẽ thấy bắt đầu từ cái hàng trên cùng là phím số. Để ý các bạn kỹ, các bạn thấy phím từ số 1 cho tới số 9 và số 0 thì nguyên cái dải này luôn gọi là khu vực hàng phím số. Và ở cái bên dưới thì các bạn sẽ lấy cái hàng phím cơ sở, là cái phím mà cái chữ có cái chữ F và chữ G. Bây giờ mình sẽ qua cái hình kia đi cho các bạn dễ nhìn hơn. Qua cái hình này thì như các bạn thấy đây là cái hàng phím số, và cái này là mình cái hình nó rút gọn lại của cái bàn phím máy tính cho các bạn dễ nhìn rõ hơn thôi. Còn trên cái hình kia thì mình sẽ nhìn thấy không rõ lắm. Thì các bạn để ý trên cái bàn phím nó sẽ có hai cái nút mà nó có một cái dấu gạch, đó là cái nút chữ F và cái nút có chữ G. Các bạn khi mà các bạn nhìn lại cái bàn phím máy tính của mình, các bạn sẽ để ý kỹ và thấy hai phím đó nó sẽ có cái dấu gạch. Thì hai cái phím đó là hai cái phím cơ sở, hai cái phím đó gọi là hai phím cơ sở, và cái nguyên một cái hàng ngang của cái dải đó gọi là dải cơ sở, hay còn gọi là hàng phím cơ sở. Đó là cái hàng phím chuẩn nhất ở trong cái bàn phím máy tính của mình. Và người ta sẽ lấy hai cái phím chữ F và cái phím chữ G, đó là hai phím chuẩn để cho các bạn đặt tay vào cái bàn phím máy tính, các bạn có thể gõ nhanh. Sở dĩ mình gõ được nhanh là vì mình đặt tay đúng. Khi các bạn để tay đúng như vậy, các bạn có thể sẽ tận dụng được hết 10 ngón tay của các bạn để gõ bàn phím của máy tính. Bây giờ mình sẽ giới thiệu trước về cái hàng phím, rồi qua cái tiếp theo mình sẽ chỉ các bạn cách đặt tay ở trên bàn phím. Thì
Ở cái hàng phím có chữ F và chữ Z hay là bắt đầu bằng chữ cách lóc này, đó là hàng phím cơ sở. Và còn lại là hàng phím trên và hàng phím dưới, thì tính từ cái hàng phím cơ ở trên cái hàng phím cơ sở gọi là hàng phím trên, tính từ chữ trước cái chữ Q này nó có cái chữ là tab nữa. Như các bạn mình sẽ quay lại cho các bạn thấy đây. Tính từ chỗ này. Đây là hàng phím trên. Và hàng ở bên dưới cái hàng phím cơ sở thì gọi là hàng phím dưới, nên là các bạn cứ lấy hàng phím cơ sở và hai phím cơ sở làm chuẩn thôi, các bạn dễ nhớ. Trừ hàng phím số ra thì nhìn thấy rất dễ rồi. Mình sẽ lấy cái chữ F và chữ Z là hai phím cơ sở, thì đây là hàng phím cơ sở, còn bên trên nó là hàng phím trên, còn bên dưới là hàng phím dưới. Và cái hàng phím cuối cùng thì nó gọi là hàng phím cuối cùng. Đó. Thì mình như vậy là dễ nhớ, tại vì nó nằm dưới cùng thì mình cứ nhớ đó là dưới cùng, thì đó là trên lý thuyết thôi. Và hai cái phím cơ sở thì nó còn gọi là hai cái phím đó nó có cái gạch hay còn gọi là có cái gai ấy, thì gọi là hai phím cơ sở. Thì trên lý thuyết là vậy, nhưng mà các bạn biết thôi, chủ yếu là khi mà các bạn đặt tay lên các bạn đánh sao cho nó nhanh và thuận tiện là được. Và ở cái phần này thì các bạn cứ xem mới nên các bạn sẽ không nhớ, thì các bạn cứ xem lại trong cái bàn phím của mình rồi các bạn điền vào những cái ô còn trống như thế này, tương tự với hàng phím số, phím trên, phím cơ sở và hàng phím dưới, là mình điền cho đúng. Ví dụ như một thì tiếp theo đó là hai, còn quy thì tiếp theo đó là chữ V đúp, rồi mình cứ viết hết thôi. Và A và thì tiếp theo đó sẽ là chữ S, và Z thì tiếp theo đó sẽ là chữ X. Và tiếp theo đó là cái cách đặt tay lên bàn phím máy tính. Khi mà các bạn đặt tay lên bàn phím máy tính thì các bạn hãy lấy cái hai cái phím cơ sở đó làm chuẩn, thì các bạn sẽ đặt tay luôn luôn đúng. Hai cái phím cơ sở đó là phím F và phím G, thì cái phím F tương ứng với cái ngón trỏ trái và phím G tương ứng với ngón trỏ phải. Thì cái hai đây là hai cái bàn tay của bạn, đây là cái ngón trỏ là cái ngón kế bên cái ngón cái. Thì đây là ngón trỏ trái các bạn đặt vào phím F và cái ngón trỏ phải các bạn đặt vào phím G. Thì ba cái ngón bên tay trái, ba cái ngón kế bên ngón trỏ trái thì nó sẽ đặt tương ứng ba cái chữ tiếp theo bên tay trái, và người ta đã làm sẵn cho mình rất là tính toán hết rồi. Thì cái phím ngón này ngón trỏ hay phím F thì ngón tiếp theo của bên bàn tay trái sẽ là chữ D, và ngón kế út, ngón áp út là chữ S và ngón út là chữ A. Còn cái ngón cái mình là cái phím dài nhất, là cái phím backspace, không là cái phím space bar, là cái phím mà cách khoảng á, các bạn sẽ đặt vào cái phím dài nhất ở trên bàn phím. Và tương tự ở chiều bên kia, bàn tay phải thì cái ngón trỏ các bạn sẽ đặt vào chữ Z rồi, thì cái ngón giữa các bạn sẽ đặt vào chữ K, ngón áp út các bạn sẽ đặt vào chữ L, và cái ngón út các bạn sẽ đặt vào dấu có chữ là hai chấm và dấu chấm phẩy ở trên đây, nó sẽ không có chính xác lắm. Mình như các bạn thấy quay về cái kia đây, kế bên chữ L nó sẽ có dấu hai chấm và dấu chấm phẩy, các bạn sẽ đặt cái ngón út vào đây, và cái ngón cái của cái ngón phải các bạn sẽ đặt vào cái bàn phím, cái phím dài nhất là cái phím space bar này. Còn hồi nãy mình đọc lộn, phím backspace là cái phím này, cái phím này là cái phím xóa ngược, còn cái phím này là phím cách khoảng trắng. Thì ban đầu các bạn sẽ đánh máy rất là chậm, nhưng mà từ từ thì khi mà các bạn quen rồi các bạn sẽ đánh nhanh thôi, cái đó là đương nhiên rồi, ai cũng vậy hết. Và tiếp theo là mình sẽ giải những cái phần bài tập ở trong cái sách đầu tiên, mình vẫn tiếp tục cái sách giáo khoa trước. Theo cái đề là quan sát bàn phím máy tính, điền các chữ còn thiếu vào chỗ chấm để được câu đúng rồi so sánh với kết quả bạn. Thì mình sẽ tiến hành giải như sau. Trên bàn phím có hai phím có gai, đó là phím, thì hồi nãy như mình nói với bạn, trên bàn phím có hai phím có gai, đó là phím F và phím G. Thì các bạn điền vào chữ F và phím G. Hai phím này thuộc hàng phím, vì nó là phím cơ sở nên nó sẽ thuộc hàng phím cơ sở. Đó. Hai phím này thuộc hàng phím cơ sở, còn gọi là hai phím cơ sở. Các bạn cứ nhớ là các bạn sẽ điền đúng thôi.
Trên bàn phím có phím dài nhất gọi là phím cách. Phím cách nằm ở hàng phím. Nếu các bạn không nhớ thì các bạn nhìn lại ở cái hình thì các phím dài nhất nó sẽ nằm ở cái hàng phím dưới cùng. Ở cái phần hoạt động thực hành thì có những cái phần mà các bạn tự làm được hoặc là mình không có diễn tả trên đây được thì các bạn tự xem trong sách giáo khoa và tự thực hành. Bây giờ mình sẽ qua tiếp cái phần hoạt động ứng dụng mở rộng. Thì em hãy quan sát cách đặt tay lên bàn phím máy tính trong hai hình dưới đây. Theo em, cách đặt tay lên bàn phím như vậy đúng hay sai, giải thích vì sao? Khi mà mình nhìn sơ qua là mình biết là hai cái cách này đều sai hết. Vì lý do là các bạn sẽ lấy cái ngón chỏ này nó làm chuẩn. Đó, hai cái ngón chỏ của hai cái hình này đều đặt sai hết. Thì đương nhiên mấy cái phím kia thì nó sẽ sai theo luôn. Các bạn sẽ cần giải thích, chỉ cần giải thích cái đầu tiên là cái ngón chỏ đã đặt không đúng phím cơ sở thì đương nhiên hai cái cách đặt phím, hai cái cách này đều sai hết. Bây giờ mình sẽ đã xong cái phần trong sách giáo khoa, mình sẽ qua cái phần sách bài tập. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bài tập đầu tiên ở trong cái phần sách bài tập, đó là điền đúng tên gọi của các hàng phím. Thì như các bạn thấy hồi nãy phần lý thuyết mình đã học kỹ rồi thì qua đây mình điền rất là dễ dàng. Ví dụ như đây là bàn phím, hàng phím này là hàng phím số, hàng phím số. Còn hàng phím mình sẽ lấy cái hàng phím này làm chuẩn thì cái hàng phím này là hàng phím cơ sở, thì cái hàng phím trên này là hàng phím trên và hàng phím này là hàng phím dưới, rất là dễ dàng. Ở cái phần số 2 là điền các phím đã cho dưới đây vào chỗ trống thích hợp. Thì thuộc hàng phím cơ sở là những cái phím nào? Thì đương nhiên các bạn mới nên các bạn sẽ không thể nào mà nhớ nổi. Bây giờ ví dụ thì các bạn sẽ xem lại các bàn phím của các bạn và các bạn đối chiếu với những cái phím này cho đúng. Ví dụ như thuộc hàng phím cơ sở thì mình sẽ coi cái hàng phím cơ sở của mình sẽ có những chữ nào. Có chữ E không? Số 5 không có. Chữ E cũng không luôn. Số 5 là thuộc hàng phím số, E là hàng phím trên, số 7 là phím số, U cũng không phải, U là thuộc hàng phím trên. Như vậy thì để mình lấy những cái phím này mình gắn xuống ngược xuống đây để cho các bạn nhanh hơn. Ví dụ như bây giờ số 5 sẽ thuộc hàng phím số. Đó, thuộc hàng phím số 5 là đây. Thuộc hàng phím số là số 5. Còn chữ E này là thuộc hàng phím trên, các bạn sẽ điền vào đây. Số 7 là thuộc hàng phím số. Chữ U là thuộc hàng phím trên. Chữ H là thuộc hàng phím cơ sở. Chữ B là thuộc hàng phím trên. Chữ B bò là thuộc hàng phím dưới. Chữ F là thuộc hàng phím cơ sở. Chữ X là thuộc hàng phím dưới. Và chữ M là thuộc hàng phím dưới. Thì các bạn cứ xem cái bàn phím máy tính của mình và điền vào cho nó đúng. Ở cái phần bài tập thực hành thì tiếp theo là cái bài số 1 thì sách giáo khoa hướng dẫn là em hãy ngồi đúng tư thế và gõ một vài ký tự. Và sách hướng dẫn mình là mở phần mềm WordPad lên. Bây giờ mình sẽ mở cái phần mềm WordPad lên để thực hành cái bài số 1. Mình sẽ bấm chuột trái vào đây và mình chọn cái WordPad ở trong máy tính của mình. Đây, mình sẽ phóng to lên các bạn xem. Bây giờ mình sẽ bấm vào cái phím số 2 trước. Theo như bài tập số 1 là ký tự số 2, mình sẽ bấm vào số 2. Mình sẽ bấm bự lên cho các bạn xem. Đây là số 2. Mình sẽ phải cái cách khoảng ra. Và tới phím A cộng. Thì để bấm được cái phím A cộng thì các bạn cần phải bấm như thế này. Mình sẽ mở cái này lên cho các bạn.
để bấm được phím A cộng, thì các bạn thấy trong bàn phím của mình ở cái phím A cộng là nó nằm ở bên trên cái phím số 2, thì để bấm được cái chữ mà nằm ở bên trên á, các bạn phải bấm giữ cái chữ shift và bấm cái phím nào mà có cái chữ mà các bạn cần đánh á. Trong trường hợp này là cái phím A cộng, thì để bấm, nhưng mà cái phím A cộng, cái chữ A cộng này nó nằm ở bên trên của cái số 2, cái phím số 2, thì các bạn phải giữ phím shift thì các bạn mới bấm được chữ A cộng. Nếu như các bạn không giữ phím shift, các bạn chỉ bấm được số 2 thôi. Nhưng mà các bạn giữ phím shift, một cái tay trái của các bạn giữ phím shift và cái tay phải các bạn lít vào cái chỗ số 2 có chữ A cộng, thì các bạn sẽ bấm được chữ A cộng. Đó là cái cách mà các bạn bấm vào cái chữ nằm ở bên trên. Đó, các bạn nhớ là ví dụ như muốn bấm bấm ra cái chữ hăng này thì các bạn phải giữ phím shift và các bạn bấm vào số 3 thì nó ra chữ hăng tương tự như số 2 là mình vừa bấm cho các bạn xem. Bây giờ mình tiếp vào số phải cái cách khoảng ra. Số 5 thì nó dễ rồi. Rồi mình phải cái cách khoảng ra. Bây giờ tới cái phần trăm thì tương tự như hình mình nói hồi nãy, các bạn sẽ giữ phím shift và các bạn bấm vào số 5 là nó sẽ ra cái phần trăm phải cái. Bây giờ tiếp mình bấm vào chữ U. Như các bạn thấy ở trong đây là chữ U thường, nhưng mà cái đề của mình á, người ta yêu cầu là chữ U hoa thì mình sẽ xóa đi cái, để nguyên cái chữ U thường này cho các bạn luôn cho các bạn dễ phân biệt. Để sẽ có hai cách. Thứ nhất là các bạn giữ phím shift và bấm vào chữ U. Đó là cách thứ nhất. Các bạn lưu ý cái khác, cái này là viết hoa, là giữ phím shift với bấm một cái chữ hường là thành hoa, còn không giữ phím shift thì nó ra hường như vậy đó. Và cách thứ hai là không cần, các bạn bấm vào cái chữ cap, cap trên bàn phím của các bạn nó sẽ có cái chữ là cap lock, nó bắt đầu bằng chữ c a b phở s và l o c k, là nó là cái chữ này. Đó, các bạn thấy trên nên bàn phím của các bạn nó là cái chữ này đây. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại tiếp cái này. Đó, hay gì bây giờ mình không giữ phím shift nữa, nhưng mà mình hồi nãy là mình giữ cái phím shift và mình bấm vào cái chữ U là giữ hai phím cùng lúc, còn bây giờ mình các bạn bấm cap lock là các bạn không cần giữ nữa, các bạn bấm cap lock một lần một cái là nó sẽ nó không có xuất hiện như trên màn phím màn hình mà các bạn thấy đâu, nhưng mà nó sẽ có cái chỗ này. Để mình quay lại mở cái hình này cho các bạn xem. Khi mà các bạn bấm cap lock như vậy á, thì khi mà các bạn bấm phím cap lock này nè, là cái nút cái chữ A trên bàn phím của các bạn á, nó sẽ sáng lên, thì máy nó hiểu là tất cả những cái chữ viết ra đều in hoa hết. Đó, mình chỉ bấm cap lock cái mình buông ra là nó sẽ sáng cái đèn này lên, là các bạn viết hoa, và mình bấm cap lock lại lần nữa cái đèn này tắt đi là mình viết ở chế độ viết thường. Đó thì các bạn phân biệt vậy. Ví dụ như bây giờ mình sẽ bấm cái cap lock, hồi nãy là nó vậy, mình bấm cap lock lên và mình sẽ bấm chữ U. Đó, nó sẽ ra chữ U hoa cho các bạn. Mình tắt cap lock đi là nó sẽ trở thành cái chữ thường. Và tương tự cho những cái chữ khác, phải cách khoảng ra, mình sẽ giữ phím shift làm chữ Y, cách nào cũng được. Các bạn viết hoa các bạn có thể chọn một trong hai cách đó. Rồi mình cách khoảng ra chữ B, mình cách khoảng ra chữ G viết thường. Đó. Thì đó, rồi tiếp theo là để thoát khỏi màn hình WordPress, em nháy vào cái dấu X ở góc trên bên phải màn hình. Mình tắt cái này đi. Bây giờ nó hướng sách hướng dẫn mình là thoát khỏi cái phần mềm WordPress này. Mình sẽ bấm vào cái góc chữ X ở góc trên bên phải là nằm đây nè các bạn. Mình sẽ bấm vào đây. Thì xuất hiện một cái bảng thông báo là nó hỏi mình có lưu hay không á. Bây giờ mình chỉ làm nháp thôi nên mình sẽ không lưu, và mình sẽ bấm vào cái chữ Don't Save đây. Đó là sẽ thoát khỏi cho mình. Ví dụ như cái hình này thì nó không báo, tại cái hình nó sẽ không có lưu, mà chỉ có những chương trình đánh máy như vậy nó hỏi mới hỏi lưu hay không thôi. Bây giờ cái phần bài tập thực hành thứ hai đó là thử gõ các phím số như trong sách. Thì bây giờ sách giáo khoa cũng yêu cầu mình mở phần mềm WordPress lên, thì mình cũng sẽ mở phần mềm WordPress lên lại.
ví dụ như đây mình sẽ nhập vào các dãy số đó. Bây giờ mà các bạn sẽ lưu ý cái chỗ này, nếu các bạn nhìn kỹ á, trên bàn phím máy tính mình ngoài cái cụm chính này ra nó còn có một cái cụm số bên đây đó. Các bạn thấy bên tay phải của cái bàn phím này nó sẽ có một cái cụm số toàn là số không à, với cái cộng trừ nhân chia. Thì cái cụm này là để các bạn nhập vào chuyên nhập số ở hai cho những cái nhập bên đây, có nghĩa là mình bấm, ví dụ mình muốn bấm số 1 thì mình bấm đây cũng được, mà mình bấm bên đây cũng được đó, mình bấm cái nào cũng được. Trong đây á, thì mình hướng dẫn các bạn là vì mình không thể cùng lúc quay cái trên màn hình máy tính và cái bàn phím thật được, nên là mình sẽ nói cho các bạn biết là khi mà mình một lát nữa mình sẽ bấm vào cái bàn phím ảo kia, nhưng mà mình sẽ bấm vào cái những cái cụm ở đây để cho các bạn quan sát. Và khi các bạn thực hành tới cái chỗ này, các bạn cũng nhớ là dựa vào cái cụm này cho quen. Và để hoạt động được cái cụm này á, thì các bạn bật buộc phải nhấn cái nút này. Khi mà các bạn mà bấm vào cái phím mà num lock á, như trong hướng dẫn của sách giáo khoa, thì các bạn sẽ thấy cái đèn nó sáng lên, cái đèn đầu tiên chỗ này nè. Có cái một số bàn phím thì nó sẽ ghi là số 1, cái này là chữ A, là cái phím cấp lock hồi nãy mình nói với các bạn đó, là bật cái đèn cấp lock thì cái này nó sáng lên và mình để mình viết chữ in hoa. Còn khi mà các bạn bấm vào cái nút num lock này thì cái đèn này nó sẽ ngay cái chỗ này nó có số 1, nó sẽ sáng màu xanh sáng lên, thì những cái phím này nó mới được kích hoạt. Còn nếu các bạn không bấm cái nút num lock này thì các bạn sẽ không có gõ được những cái số ở bên đây. Bây giờ mình sẽ vào cái WordPad mà mình nhập cho các bạn. Ví dụ như mình sẽ nhập vào các dãy số 1, mình cho nó nhỏ nhỏ lại cho các bạn dễ nhìn. Ví dụ 1 4 7 đó, như các bạn ha. Bên đây mình sẽ không hướng dẫn này nữa, tại vì mình các bạn tự nhập vào cái khu vực của bên đây phải. 2 5 8 3 6 9 1 5 9 7 5 3. Đó, các bạn nhớ là phải tập bấm những cái dãy số ở bên đây thì nó sẽ ra y như màn hình mà các bạn nhìn thấy. Thì bây giờ để thoát khỏi phần mềm WordPad này, mình cũng làm y như bước hồi nãy, là bấm vào cái nút X ở bên tay phải này và mình không lưu thì mình chọn cái nút chính giữa là Đông Sale. Tiếp theo là cái phần bài tập vận dụng mở rộng, thì các bạn sẽ làm cái bài đầu tiên, đó là quan sát các phím sau rồi điền từ thích hợp vào chỗ trống. Thì các bạn ở đây người ta ghi là phím Y gồm mấy ký tự, đó là chữ cái gì. Thì ý của cái đề này, các bạn nhìn lại cái bàn phím thì các bạn thấy ở cái phím Y, các bạn không cần nhìn bàn phím đây mà các bạn nhìn đây các bạn cũng thấy luôn là đã diễn tả cái bàn phím rồi. Thì mình sẽ ghi là phím Y gồm có một ký tự, như các bạn thấy ký tự đây như chữ Y là gọi là ký tự, đó là một ký tự, đó là chữ Y. Đó là chữ gì? Đó là chữ cái, mình ghi chữ Y đây. Thì phím này gồm có một ký tự thôi, và đó là chữ Y, Y lớn này nè. Phím 8 gồm có hai ký tự. Hai ký tự là nó thứ nhất đó, đó là số 8, thứ hai đó là chữ sao, thì đó là hai ký tự. Đó là số 8 và dấu sao, như các bạn thấy đây, đây là hai ký tự. Và tương tự như vậy, phím này cũng gồm có hai ký tự, đó là dấu xiệt này và dấu chấm hỏi. Và ở cái phần số 2 là đúng, mình ghi đờ, sai ghi S. Thì mình sẽ làm từ trên dưới. Phím ký tự F dùng để gõ chữ F thường. Đúng, cái câu này là đúng nha bạn. Khi các bạn nhập vào cái chữ F thì nó sẽ ra cái chữ F thường, chứ nó không có ra in hoa đâu. Phím số 9 có thể gõ dấu mở ngoặc đơn. Các bạn nhìn lại bàn phím của mình,
ngay cái phím số 9 này nó có dấu mở ngoặc đơn không? Có, vậy là mình. Nhưng mà các bạn cần phải để ý kỹ ở trong cái bài học này, ý người ta là nói khi mà mình bấm vào cái số 9 á là nó sẽ ra cái số 9 hay là ra dấu ngoặc đơn này. Thì trong trường hợp này phím số 9 có thể gõ dấu ngoặc đơn là sai. Các bạn lưu ý nha, ở trên phím cái từ F dùng để gõ chữ F thường là đúng, còn phím số 9 có thể gõ dấu ngoặc đơn là sai. Lý do sai hiện hồi một những cái bên dưới các bạn sẽ hiểu. Phím số 6 chỉ gõ được số 6 cũng sai luôn. Vì phím ngoài cái phím số 6, dựa vào cái phím số 6 này các bạn có thể gõ được cái dấu ớ nữa. Các bạn nhìn lại cái số 6 nó có cái dấu ớ nữa. Nhưng mà nếu mà xét theo cái nghĩa mà của hai cái ý ở trên đây á thì các bạn lại ghi là đúng thì nó lại đúng. Ví dụ như bây giờ mình chỉ bấm số 6 thôi thì đúng là nó chỉ ra số 6 thôi. Nhưng theo cái trường hợp này thì nó là sẽ là đúng chứ không phải là sai nữa. Nhưng mà hiểu theo cái nghĩa kia thì nó mới là sai. Nhưng mà như các bạn thì các bạn nên là phím số 6 chỉ gọi được số 6 thì là đúng. Vì ở đây mình thấy có một số cái sự kết hợp thì rõ ràng phím số 6 chỉ được số 6 thôi. Muốn gõ chữ G in hoa, ta nhấn và giữ phím Shift rồi gõ phím G, câu này là đúng. Trên bàn phím cơ sở chỉ có một phím gai là sai. Tại vì trên bàn phím cơ sở nó có hai phím nha các bạn. Phím gai đó là phím F và phím G, tới hai phím lần. Tiếp theo là cái phần giải ô chữ. Thì các bạn sẽ thấy đây là cái ô chữ người ta đưa ra sẵn ở trên. Và cái phần gợi ý ở bên dưới này thì mình sẽ làm cái từ trên xuống dưới, từ trái qua phải là câu A trước đi. Phím thứ 5 của hàng phím dưới. Đầu tiên các bạn phải xác định được hàng phím dưới là hàng phím nào đó. Đây là hàng phím dưới, là hàng phím bắt đầu từ chữ Shift này. Và phím thứ 5 thì mình sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn lưu ý là phải tính từ cái phím đầu tiên chứ không phải tính từ cái chữ cái nha các bạn. Tính từ phím đầu tiên của hàng phím dưới. Thì 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy phím thứ 5 của hàng phím dưới bắt đầu bằng chữ V. Nhưng mà khi mà mình nhìn lại mình cảm thấy nó không có đúng lắm. Trước khi giải mình đã nhìn vào chỗ này là mình biết cái chữ từ này là bàn phím rồi. Tại vì mình đang học về bàn phím mà. Các bạn thấy nè, B, A, N, B, H, I, M. Nhưng mà khi cái câu A là phím thứ 5 của hàng phím dưới thì nó lại ghi là 1, 2, 3, 4, 5. Đó, nó lại bắt đầu bằng chữ V. Đúng ra nó phải bắt đầu bằng chữ B. Thì để bắt đầu bằng chữ Z này là 1, 2, 3, 4, 5 thì mới đúng. Nhưng mà thật sự mà nếu mà mình ghi như vậy á thì nó lại không có chính xác lắm. Nhưng mà tạm thời các bạn cứ theo sách giáo khoa đi. Chứ thật sự mà tính ra mình đã học lúc đầu là nguyên cái hàng phím dưới này thì nó phải bắt đầu bằng cái phím đầu tiên. Tại cái chữ Shift này, cái phím Shift này nó cũng là bằng phím, nó cũng là phím vậy. Nhưng mà mình cứ tính từ tương tự cho những hàng phím, mình tính từ cái chữ 1, chữ Q, chữ A và chữ Z đi. Như vậy thì phím thứ 5 của hàng phím dưới sẽ bắt đầu bằng chữ Z là 1, 2, 3, 4, 5 thì bắt đầu bằng chữ B. Đó, chữ B các bạn sẽ điền vào đây. Và cái câu B là phím chữ đầu tiên của hàng phím cơ sở. Đây là hàng phím cơ sở. Đó. Nếu mà ghi như cái câu B này thì mình thấy đúng hơn nè. Phím chữ đầu tiên của hàng phím cơ sở. Thì đây phím chữ đầu tiên của hàng, đây là hàng phím cơ sở và chữ đầu tiên là chữ A. Và cái câu C là phím bên phải của phím ở câu A. Phím bên phải của phím câu A. Câu A, phím của câu A là chữ B. Thì phím bên phải của câu A đó là chữ N thì các bạn sẽ điền vào đây. Và tiếp theo câu D là phím chữ cuối cùng của hàng phím trên. Mình sẽ phát hiện hàng phím trên và phím chữ chứ mà phím ký tự là phím chữ là chữ B. Vậy là cái chỗ này là chữ B. Và cái câu E là phím bên trái của một phím gai, phím bên trái của một phím gai G. Thì cái phím gai G đây và phím bên trái đó là chữ H. Đó là chữ khác nha các bạn. Phím thứ 3 kể từ bên phải thuộc hàng phím trên. Vậy là mình sẽ đây xác định đây là hàng phím trên. Và phím thứ 3 mà kể từ bên phải, kể từ bên phải là từ đây đổ qua chứ không phải đây đổ qua nha các bạn. Nó ghi rõ là phím thứ 3 kể từ bên phải của hàng phím trên. Đầu tiên mình sẽ xác định hàng phím trên trước và phím kể từ bên phải là và phím thứ 3 1 2 3 vậy là chữ Y. Rồi tiếp theo câu H, phím chữ cuối cùng của hàng phím dưới. Phím chữ cuối cùng
của hàng phím dưới. Đây là hàng phím dưới và phím chữ cuối cùng đó là chữ M. Thì khi các bạn ráp vào, các bạn đọc được cái chữ là bàn phím thì nó là sẽ đúng. Thì tới đây là hết cái phần của cái bài số 4 là bàn phím máy tính. Thì nếu các bạn có bất kỳ cái câu hỏi nào thì các bạn cứ để lại trong phần bình luận bên dưới video này, trong khả năng mình biết mình sẽ giải đáp cho các bạn. Thì hy vọng rằng qua cái video này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về bàn phím của máy tính và nó sẽ giúp ích được cho các bạn.